Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Big 7 Premier League trên kênh biên tập viên Anh Quân Story, nơi cập nhật những thông tin nóng hổi nhất của nhóm đại gia tại giải Ngoại hạng Anh. Sau trận thua tủi hổ trước Atalanta tại Europa League rạng sáng nay, trung vệ Virgil van Dijk đã có những tuyên bố đanh thép ở trận tái đấu với đối thủ sau một tuần nữa. Trong khi đó, với những điều kiện từ UEFA, Man United vẫn còn cơ hội tham dự Champions League ở mùa giải tới, dù nằm ngoài top 4. Bên cạnh đó, các đội bóng khác cũng có những biến động vô cùng đáng chú ý bên ngoài sân cỏ. Hãy cùng đến ngay với Big 7 Premier League ngày hôm nay. Sau khi không có được đội hình mạnh nhất trong trận tứ kết lượt đi Champions League với Real Madrid vừa qua, tình hình đã có vẻ khả quan hơn đối với Man City. Họ sẽ đón chào sự trở lại của hai trụ cột quan trọng ở trận đấu lượt về tại Etihad vào giữa tuần tới. Ngoài ra, một cựu danh thủ bóng đá cũng đã nhận xét về khả năng lên ngôi vô địch Premier League của nửa xanh thành Manchester vào cuối mùa giải. Man City sẽ tái đấu với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid trong trận lượt về Champions League sẽ diễn ra vào tuần tới. Đây là thử thách không nhỏ cho đội chủ sân Etihad và nhiều thông tin cho rằng hai cầu thủ chủ chốt của The Citizen sẽ kịp quay trở lại trong trận đấu lượt về. Kevin De Bruyne, người đã không thể có mặt trong trận lượt đi vì lý do sức khỏe, có vẻ như đã sẵn sàng ra sân thi đấu trên sân Etihad trong trận đấu lượt về tuần tới cùng các đồng đội. Đây là sự bổ sung quan trọng bởi trận đại chiến trận lượt về sẽ quyết định đội bóng nào sẽ có mặt ở bán kết Champions League. Ngôi sao còn lại là Kyle Walker, hậu vệ cánh phải của Man City nhiều khả năng cũng sẽ có thể quay trở lại thi đấu vào tuần tới. Hậu vệ 33 tuổi người Anh đang ở giai đoạn cuối của quá trình hồi phục chấn thương, dự kiến sẽ trở lại hành lang bên phải hàng phòng ngự của Man City. Đây sẽ là một tin vui trong hy vọng ngăn chặn sự nguy hiểm của Vinicius Junior bên kia chiến tuyến. Stewart Pearce mới đây đã có những nhận định về khả năng lên ngôi Premier League của Man City ở cuối mùa giải. Nếu không có gì thay đổi thì Man City cùng với Arsenal và Liverpool là những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League ở năm nay. Hiện bộ ba này vẫn còn 7 trận đấu nữa trong phần còn lại của mùa giải. Cựu huấn luyện viên Stewart Pearce đã có những chia sẻ và dự đoán về nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh vào tháng tới. Trong tập podcast vừa qua với No Tippy Tappy Football, cựu danh thủ này đã đưa ra một số nhận định cho chức vô địch Premier League mùa giải này. Hiện tại đã là giữa tháng 4 rồi và Man City vẫn đứng tại vị trí thứ 3. Cơ hội đăng quang cho thầy trò Pep Guardiola là rất nhỏ. Vị chuyên gia này nói thêm, nếu nói về ứng cử viên tiềm năng nhất cho chức vô địch, tôi sẽ nói chắc chắn là Arsenal. Pháo thủ đã có những màn thể hiện tốt trong những vòng đấu vừa qua. Họ còn hai đối thủ lớn sẽ chạm trán trong những vòng đấu tới là Man United và Tottenham. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ không để lọt lưới. Đội bóng này đã học được nhiều điều từ mùa giải trước. Hiện tại đội bóng huấn luyện viên Pep Guardiola đang kém đội đang đứng đầu bảng xếp hạng là Arsenal 1 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Arteta đang có lợi thế do phải nhận ít bàn thua hơn Man City. Với việc muốn tăng cường chất lượng nơi tuyến giữa, Mikel Arteta cùng ban lãnh đạo Arsenal đang giáo diết tìm kiếm một tiền vệ có thể chơi ở vị trí số 6 ở kỳ chuyển nhượng hè tới. Pháo thủ hiện đang nhắm tới một cái tên đã từng chơi cho Liverpool trong quá khứ và được đánh giá khá phù hợp với lối chơi của Arsenal thời điểm hiện tại. Cũng liên quan đến lực lượng, pháo thủ nhiều khả năng sẽ mất một ngôi sao trong những thời điểm đầu tiên ở Premier League mùa giải 2024-2025. Đội bóng London hiện đang để mắt tới tiền vệ người Brazil Arthur Melo. Tiền vệ này đang được Fiorentina mượn từ Juventus và đã có màn thể hiện ấn tượng tại đội bóng áo tím. Arthur đã thi đấu chính cho Fiorentina 38 trận trên nhiều đấu trường khác nhau và tạo nên hai pha kiến tạo. Mikel Arteta vẫn duy trì quyết tâm chiêu mộ một cầu thủ mới ở hàng tiền vệ vào kỳ chuyển nhượng sắp tới và ngôi sao người Brazil 27 tuổi này đã lọt vào tầm ngắm. Juventus đang sẵn sàng giao bán tiền vệ này với số tiền 20 triệu bảng vào cuối mùa giải, còn pháo thủ thì vẫn tìm vị trí thay thế Jorginho trong tương lai, người sắp ra đi trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Melo có thể sẽ trở thành cái tên phù hợp chơi cạnh Declan Rice ở mùa giải tới tại Emirates. Tuy nhiên, đội bóng thành Bắc London có thể sẽ phải cạnh tranh với West Ham trong thương vụ này. Hiện tại Arsenal đã có một đội hình gần như là hoàn hảo tại thời điểm mà họ đang có thành tích tốt nhất trong những mùa giải vừa qua. Dẫu vậy thì họ vẫn còn một mối lo nhất định ở thời điểm này. Đó chính là trường hợp của tiền đạo Gabriel Jesus. Ngôi sao người Brazil này đã chia sẻ rằng dự kiến anh sẽ phải phẫu thuật chấn thương đầu gối để chữa trị dứt điểm vào mùa hè này. Jesus đã thi đấu 5 trong 6 trận gần nhất trên các đấu trường cho pháo thủ và đã bỏ lỡ 3 trận đấu tại Premier League do chấn thương đầu gối và gần như tiền đạo này sẽ phải bỏ lỡ Copa America 2024 nếu lên bàn mổ phẫu thuật. Chia sẻ với TNT Sport, Jesus cho biết tôi không biết nếu tôi còn tiếp tục thi đấu thì liệu rằng đầu gối tôi còn ổn định hay không. Hiện chỉ có Julian Timber nằm trong danh sách chấn thương của Arsenal trước thêm trận gặp mặt Aston Villa sắp tới. Sau trận đấu với Aston Villa tại Premier League cuối tuần này, Arsenal sẽ có chuyến làm khách của Bayern Munich vào giữa tuần tới ở trận tứ kết lượt về Champions League. Đây có thể coi là hai trận đấu quyết định số phận của pháo thủ ngay trong tháng 4 này.
Chúng ta đều đã được chứng kiến sự bạc nhược của Liverpool trước Atalanta tại Europa League vào rạng sáng nay. Tuy nhiên, huyền thoại của The Kop, Jamie Carragher đã chỉ ra điểm tích cực hiếm hoi của đội nhà sau 90 phút tại Anfield. Ngoài ra, trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk đã có những tuyên bố hướng về trận đấu lượt về tại Bergamo sau một tuần nữa. Trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay tại Europa League, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã bị Atalanta đánh bại bởi 3 bàn thua trắng ngay trên sân nhà Anfield. Dù cho The Kop được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ, cựu tiền đạo West Ham Gianluca Scamacca đã ghi 2 bàn thắng đầu tiên cho Atalanta trước khi Mario Pasalic ghi bàn thứ 3 và đặt đội bóng vùng Merseyside vào tình thế rất khó khăn vào tuần tới tại Ý. Carragher cho rằng đây vốn là một nhiệm vụ khó khăn nên lữ đoàn đỏ đã từ bỏ. Họ đã quyết định thừa nhận thất bại này và tập trung vào danh hiệu tại Premier League. Cựu hậu vệ của The Kop và đội tuyển Anh đã đăng tải lên Twitter rằng là kết quả màn trình diễn tồi tệ của Liverpool điều an ủi duy nhất khi họ bị đánh bại nặng nề như vậy thì Jurgen Klopp nên chơi thoải mái trong trận lượt về và thi đấu hết sức tại giải Ngoại hạng Anh. Klopp nói sau trận đấu, tôi đã biết rằng nếu chúng tôi làm tốt hơn một vài điều, chúng tôi sẽ có kết quả khả quan hơn. Chúng tôi có thể lội ngược dòng không? Vâng, nếu chúng tôi chơi tốt thì điều đó là có thể. Liverpool đã có một trận thắng đậm đà 5-0 trước Atalanta trong quá khứ. Dựa vào kết quả đó, người hâm mộ Liverpool có thể nuôi hy vọng vào một kịch bản bất ngờ ở trận đấu lượt về sắp tới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi trận đấu là một câu chuyện riêng và kết quả trước đây không đảm bảo rằng kết quả tương tự sẽ lặp lại. Chia sẻ sau trận thảm bại ngay trên sân nhà Anfield, đội trưởng Virgil van Dijk vẫn tin rằng đội bóng của mình có thể tạo nên bất ngờ ở trận lượt về trên đất Italia sau đây một tuần. Đó là một buổi tối rất đáng thất vọng. Có quá nhiều lỗi cá nhân và chúng tôi đã bị trừng phạt vì điều đó. Cảm giác thật tồi tệ. Lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn nhiều. Nhận thất bại 3 bàn không gỡ ngay trên sân nhà khiến cho cơ hội đi tiếp của Liverpool tại Europa League mùa giải năm nay trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nếu Liverpool thực sự muốn xoay chuyển tình hình tại lượt về thì họ sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều và hy vọng vào một kỳ tích sẽ xảy ra. Theo những thông tin từ truyền thông Anh, Sir Jim cùng nhóm Ineos của ông đã tìm kiếm được cái tên thay thế Ten Hag ngồi vào vị trí huấn luyện viên trưởng của Quỷ Đỏ ở mùa giải tới. Đáng chú ý, vị chiến lược gia này đã có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng tại Premier League trong quá khứ. Ở một diễn biến khác, Man United có thể không phải quá lo lắng về việc thất bại trong cuộc đua lọt vào top 4 vào cuối mùa giải bởi mới đây, UEFA đã đưa ra những điều kiện về những suất tham dự Champions League bổ sung ở các giải quốc nội. Theo tờ The Sun đưa tin, Sir Jim Ratcliffe đã tìm thấy ứng cử viên tiềm năng để thay thế huấn luyện viên Erik ten Hag. Trải qua mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn, chiến lược gia người Hà Lan bỗng bị đặt nhiều hoài nghi về năng lực khi Manchester United vẫn đang tiếp tục chuỗi ngày chật vật tại mùa giải năm nay. Dù nhận về sự hậu thuẫn lớn trong kế hoạch chuyển nhượng, với tình hình hiện tại đã xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán cho rằng cựu thuyền trưởng Ajax nhiều khả năng sẽ phải rời khỏi Old Trafford và nhường chỗ cho một nhân tố phù hợp hơn để dẫn dắt bầy Quỷ Đỏ. Bên cạnh những cái tên như Julen Lopetegui hay Roberto De Zerbi, Graham Potter cũng được xem như phương án khả dĩ cho chiếc ghế nóng của Manchester United. Chiến lược gia người Anh gây ra tiếng vang khi dẫn dắt Brighton, mặc dù không thể để lại dấu ấn trong quãng thời gian tiếp quản Chelsea, nhưng ông vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Ngoài ra, Graham Potter cũng chưa xác định được bến đỗ tiếp theo, do đó việc tiếp cận vị huấn luyện viên này được cho là dễ dàng hơn với Manchester United. Theo nguồn tin từ The Sun, Potter đã có được cuộc gặp mặt với Sir Jim Ratcliffe và nhiều khả năng ông sẽ trở thành tân huấn luyện viên Quỷ Đỏ ở mùa giải mới. Theo một báo cáo gần đây, Manchester United vẫn còn cơ hội để có một suất tham dự Champions League mùa tới, ngay cả khi họ đứng thứ 6 tại Premier League nhờ sửa đổi trong quy tắc của UEFA. Manchester United đang có phong độ thi đấu kém cỏi tại mùa giải năm nay. Đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag hiện đang kém đội xếp thứ 5 là Aston Villa tới 11 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 trận. Người hâm mộ Quỷ Đỏ gần như đã từ bỏ hy vọng được xem đội bóng con cưng chơi tại cúp C1 mùa tới. Tuy nhiên, việc thay đổi thể thức thi đấu có thể bất ngờ mang lại cho Man United một sự cứu nguy. Mùa giải Champions League sắp tới sẽ chứng kiến những thay đổi đáng kể. Sau hơn một năm gia nhập Chelsea với mức giá kỷ lục đối với một tiền vệ, Enzo Fernandez có vẻ như vẫn chưa thể hiện hết giá trị của mình tại Stamford Bridge. Ở trong cuộc phỏng vấn nội bộ mới nhất, tiền vệ người Argentina đã chia sẻ những dự định của bản thân cùng đồng đội tại Chelsea trong tương lai. Liên quan đến thông tin chuyển nhượng thì The Blue đang nhắm tới một tiền đạo đang chơi rất ấn tượng tại châu Âu nhằm thay thế Nicolas Jackson ở mùa tới. Chia sẻ trên trang chủ của câu lạc bộ Chelsea, tiền vệ Enzo Fernandez cho biết anh vẫn chưa có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại, bất chấp sự bạc nhược của Chelsea kể từ đầu mùa. Bên cạnh Cole Palmer, Enzo Fernandez vẫn là một trong những cầu thủ gây ấn tượng nhất trong đội hình của The Blue. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina chưa cảm thấy hài lòng về bản thân. Ở mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Enzo tại Chelsea, tiền vệ trẻ người Argentina đã dần xây dựng cho mình được một vị trí vững chắc cho câu lạc bộ. Anh là cầu thủ ra sân nhiều thứ ba cho The Blue mùa này, chỉ sau Conor Gallagher và Aisen Disasi.
Trên trang chủ câu lạc bộ Chelsea, cầu thủ này chia sẻ thêm: "Tôi đang cố gắng đạt được điều đó, trở thành phiên bản của tôi mà bạn đã thấy ở World Cup. Tôi muốn được cảm nhận lại chính Enzo mà vẫn còn đang chơi ở World Cup. Tôi muốn tìm lại phong độ đó. Tôi cảm thấy rất tốt, tôi đang trở nên tốt hơn mỗi ngày. Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy rằng mình đang ở mức hoàn toàn 100%. Tôi vẫn đang thích nghi và vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn là chính mình. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng để trở lại nhanh nhất có thể và tiếp tục tập luyện chăm chỉ mỗi ngày để đạt được điều đó." Theo báo cáo gần đây của nhà báo người Bồ Đào Nha Pedro Sepulveda, Chelsea vẫn duy trì sự quan tâm đến tiền đạo Victor Gyökeres của Sporting Lisbon và hiện đang chuẩn bị lời đề nghị gửi tới câu lạc bộ này. Tuy nhiên, Sepulveda cũng tiết lộ rằng đối thủ cùng thành phố của The Blue là Arsenal cũng đang làm điều tương tự. Điều đó có nghĩa là có khả năng một trong hai câu lạc bộ sẽ phải trả điều khoản giải phóng trị giá 100 triệu euro nếu họ muốn có được anh ấy, chuyển đổi thành 86 triệu bảng. Đó có thể sẽ là một khoản đầu tư đáng kể từ đội chủ sân Stamford Bridge, nhưng nếu họ có thể có được Gyökeres vào mùa hè thì họ hoàn toàn nên làm vậy, ngay cả khi phải trả giá bằng vị trí của Jackson ở trong đội. Ở mùa hè tới, chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc cách mạng trong đội hình của Tottenham. Sẽ có hơn 10 cầu thủ phải ra đi vào mùa hè tới, trong đó có những cầu thủ đã từng là trụ cột của Tottenham Stadium dưới triều đại của Nuno Santos. Mourinho hay Antonio Conte. Ở một diễn biến khác, gà trống hiện đang nhắm tới hai cái tên đang đạt hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng tại châu Âu vào lúc này, nhằm thay thế Son Heung-min trong tương lai. Theo nguồn tin mới nhất, Tottenham có thể để 13 cầu thủ ra đi để bắt đầu đại tu kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Đây sẽ là một kỳ chuyển nhượng rất quan trọng với Tottenham khi họ đang có được mong muốn đạt tầm cao mới dưới thời huấn luyện viên Ange Postecoglou. Vị chiến lược gia người Úc đã tạo được dấu ấn thực sự tại Spurs kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 6 năm ngoái và tràn đầy hy vọng trở lại đấu trường Champions League sau một năm vắng bóng. Những cầu thủ được đưa về đội bóng thành London ở mùa giải này hầu như đều đang có màn thể hiện tốt, giúp gà trống có được những thành tích tốt trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, nếu muốn hướng tới những tham vọng xa hơn vào mùa giải tới, đội hình của họ vẫn cần thêm những sự bổ sung chất lượng. Và theo lẽ đó, nhiều cái tên đang không để lại nhiều dấu ấn tại câu lạc bộ có thể sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho những phương án mới chất lượng hơn. Trong danh sách 13 cầu thủ có thể phải rời đi trong mùa hè này có thể kể đến như Giovanni Lo Celso, Pierre-Emile Højbjerg, Tanguy Ndombele hay Dias Pen. Gần đây đã có những đồn đoán xoay quanh tin tức chuyển nhượng của Tottenham Hotspur khi cho rằng đội bóng này đang dành sự quan tâm đến Sancho, Jimenez và Albert Gudmundsson. Báo cáo từ Rudy Galletti thông qua nền tảng truyền thông xã hội X cho thấy Jimenez là mục tiêu hàng đầu của Tottenham cho một vị trí trên hàng công. Cầu thủ 22 tuổi người Mexico đang có phong độ ấn tượng khi đã ghi 24 bàn trong 38 trận mùa này. Những bàn thắng của Jimenez đã đưa Feyenoord tới chức vô địch mùa trước. Anh ấy tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình. Có một số người có tiềm năng theo đuổi chữ ký của anh ấy, bao gồm cả Tottenham. Trong khi đó, tiền đạo 26 tuổi người Iceland, Albert Gudmundsson, được coi là mục tiêu thay thế của đội bóng phía Bắc London trong trường hợp họ không có được sự phục vụ của Jimenez. Newcastle mới đây đã giữ chân thành công một cầu thủ có thâm niên lâu năm tại St. James Park. Điều này sẽ giúp ích cho Trích Chòe rất nhiều trong tương lai, điển hình là công tác đào tạo trẻ bởi vị thế của cầu thủ này trong đội bóng. Ở một diễn biến khác liên quan đến chuyển nhượng, phía Trích Chòe đang dành sự quan tâm lớn đến một tiền vệ đang chơi khá tốt tại Bundesliga nhằm cải thiện tuyến giữa mùa giải tới. Theo The Athletic đưa tin, tiền vệ Joelinton của Newcastle đã chính thức ký vào bản hợp đồng mới kéo dài 4 năm với Newcastle. Hợp đồng của cầu thủ 27 tuổi này dự kiến sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2025, nhưng tuyển thủ người Brazil đã gia hạn thời gian ở lại St. James Park đến năm 2028. Joelinton, người mà Newcastle lo sợ sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải do chấn thương háng gặp phải vào tháng 1, đã ra sân 23 lần trên mọi đấu trường mùa này, ghi được 3 bàn và có 4 đường kiến tạo. Sau khi ký vào bản hợp đồng mới, Joelinton nói với trang web chính thức của Newcastle: "Tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và gia đình tôi cũng hạnh phúc. Việc đến Newcastle là quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi yêu đội bóng này và cả những người hâm mộ của đội bóng nữa. Tôi rất vui được tiếp tục và tôi hy vọng sẽ đạt được thành công nữa trong những năm tới." Huấn luyện viên Eddie Howe cho biết việc gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Brazil là ưu tiên lớn đối với câu lạc bộ do những phẩm chất độc đáo của cầu thủ này. Eddie Howe nói thêm: "Tất cả chúng tôi đều vui mừng khi thấy Joelinton trong màu áo Newcastle trong nhiều năm tới." Ở một diễn biến khác, Newcastle United được cho là đã để mắt tới tiền vệ Manu Kone của Borussia Mönchengladbach khi Eddie Howe thực hiện những thay đổi hàng tiền vệ của đội bóng này. Theo Fichaze, Manu Kone nổi lên như một mục tiêu của Newcastle trước mùa hè. Eddie Howe đang tìm kiếm các lựa chọn ở hàng tiền vệ trong mùa giải tới trước những tin đồn về một số cầu thủ có thể ra đi ở St. James Park. Manu Kone được cho là đã được Liverpool và Manchester United để mắt tới, nhưng sự quan tâm đó nguội dần khi tiền vệ đang chơi Bundesliga dính chấn thương đầu gối trong giai đoạn tiền mùa giải, khiến anh phải nghỉ thi đấu một thời gian.
Tuy nhiên, cầu thủ này đã sớm trở lại và nhanh chóng cho thấy tầm ảnh hưởng với Borussia Mönchengladbach. Điều này đã lọt vào mắt xanh của Newcastle United khi tuyến giữa của Czech trẻ sẽ cần một số điều chỉnh để hướng tới mùa giải tiếp theo. Mönchengladbach sẽ yêu cầu một khoản phí đáng kể để đổi lại và sẽ không cản trở Manu Kone nếu tiền vệ này muốn ra đi tìm thử thách mới. Dù không thể tham dự Champions League mùa sau, nhưng Premier League cũng là một đấu trường đủ hấp dẫn đối với cầu thủ trẻ người Pháp, điều Newcastle United có thể mang lại cho cầu thủ này. Đó là tất cả những thông tin nóng hổi nhất liên quan đến các đội bóng thuộc nhóm Big Seven tại Premier League được chúng tôi cập nhật xuyên suốt 24 giờ qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các số Big Seven Premier League tiếp theo trên kênh bình luận viên Anh Quân Story.